da cala de xain, da cala de xain. Vem aqui. Vou te bater. Joa! Vem jogar o rei, ó. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào bạn, tên là Cát Tèn. Ok, hello, chào các bạn, tên là Mạt Tèn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Môn Núi Vinốc của Sống Châu Phi. Thì hôm qua anh em mình có vào trong bản mới, bản Rongoni để cũng về bàn bạc với bác trưởng bản cùng bác sĩ của bản các bạn về sắp tới này để bác nhà bác sĩ thăm khám sức khỏe tất cả những người cao tuổi cũng như các em nhỏ ở bản các bạn. Thì hôm qua khi về là bác trưởng bản cùng mấy bác cao tuổi ở bản này cũng có mời anh em mình, thì các bác cũng nói anh em mình hôm nay ở bản có tổ chức một gọi là một ngày rất là vui của bản, hôm nay là ngày thành lập bản đấy các bạn. Thì bác mời anh em mình hôm nay là đến ăn uống các bạn ạ, đến ăn uống. Thì anh em mình cũng đi cũng rất là nhiều bản, thì mỗi bản có một cái phong tục cũng như tục lệ khác nhau, nên là anh em mình cũng đang hỏi bác ấy là phong tục của trong bản như thế nào. Thì các bác cũng nói là mọi người là đóng góp đỗ cũng như đóng góp bột ngô và cũng như làm nước sang qua nước ngọt ở bên này đấy các bạn, để mọi người tổ chức gặp bản ăn uống ở ngôi nhà thờ cũ, ngôi nhà thờ ngày xưa khi bản thành lập cũng xây dựng ngôi nhà thờ đấy, mọi người sẽ tổ chức ở đấy. Giờ bắt đầu vào đây. Chương trình này điên. Đúng là điên tiệc đấy. Thành lập bản mình thì có duyên. Là trước là bản vào trong bản Nô Mần Đà thế. Cũng đã được tham dự lễ thành lập bản một lần rồi. Hôm nay lần này này sang bản Nongoni nha các bạn, để vào xem phong tục của các bản có khác nhau gì không, hay là cũng tổ chức như vậy. Hôm nay là mình anh em mình với tư cách là khách mời đi tham dự đấy. Đây là anh em mình đang đi trên con đường mới, bữa trước mới giúp người dân mở đường đấy các bạn. Bác trưởng bản cũng nói là mọi người tổ chức là thành lập bản là tổ chức ở ngôi nhà thờ mà ngày xưa người dân khi mới thành lập bản họ xây nhà thờ đây, mọi người tổ chức ở trên đó. Ngay thì thành lập bản này chắc mọi người còn đã đẹp hết, người lớn trẻ em đang chạy lã xạ. Em có người một túi ấy. Xanh ngô, xanh đỗ, xanh bột ngô đến. Thì với anh em mình cũng muốn xem phong tục của họ như thế nào đấy các bạn. Nên là cứ để mọi người tổ chức bình thường. Anh em mình mời anh em mình thì anh em mình sẽ đến tham dự. Chứ anh em mình cũng không chuẩn bị đâu. Không phải bị cái gì đâu. Đấy là mang vấu bằng xỉa đi ăn rồi. Ý xê. Đông vui chưa? Ui. Đây trong cây chuối. Ui xê. Đông chưa? Thôi để xe đây. Tôi đây. Obrigado, Feta aqui. Aqui, festa. Feta no bairro. Sim, do bairro.
bóng đồ phôi ra ra rồi đã Muito obrigado. Valeu. Aqui, Casa Franco. Vai dar a corinha, junto com ele. Muito valeu. É Messi. Tira. Aqui, deixa de boa. Aqui, Oni. Muito valeu. Aqui, vai tirar. E aí, ok. Outra preocupação lá na vila. Tá bem. Feijão, aqui, fuz. Já estão começando já, tirou o ar. Tá bem, sim. Tu chama feijão, fuz. Sim, sim. Fuz para fuz. Não tem frango. Não tem frango, não tem, não tem arroz, é. Não tem. De beber. Não tem, só tirando aqui sangue aí. À, mọi người chuẩn bị là có một xoong nấu bột ngô và cũng như là đỗ các bạn, và đây là cái nước ngọt của bản ấy, sang các bạn quả bầu thì các bạn sẽ 30 minutes đây. Người dân ở trong bản này nói chung là mọi người cũng không phải là cái ngày mà tiệc lớn của bản, nhưng chắc chắn một điều là mọi người cũng không có điều kiện để mua cá, mua thịt hay là mua đồ ăn ấy. Nên anh em mình cũng mua một bao gạo cũng như thùng đùi gà, cũng như thùng cá và can dầu đến để mọi người nấu ăn ấy. Ok, pai chama a senhora, deixa vir aqui. Paulo, eu pensei que ainda vamos sentar lá um pouco enquanto eles estão a cozinhar, porque hoje é mesmo festa, hoje é mesmo comer. De momento ainda vamos sentar. Tá bem, tá bem. Sim. Ô, chúng bạn đang mời ra bàn ngồi chơi, chờ mọi người nấu ăn, một tí ăn uống. Dân thì hát này, trời đứng thì nắng hát, mà bây giờ hát này. Thank you.
sang quả. Đây đi sang quả. Ra rồi ra. Nước là truyền thống của rất là người dân bản bên đây họ làm. Mời anh em mình. Đi một gốc. Nấu bột ngô cho mọi người đổ cho mọi người uống lên chua chua các bạn, cho mọi người cho đường vào. Anh kia, bu vào tao bên cô đi nhá. Ừ, tao ta mà cũng gì nhá. Cô đi nhá. Con đừng biết tao dùng cho cô nào à? Em chào ông đi đôi đi. Con đi mà nhá. Ông đi. À, để một ngày. Cái nước này nó lên mùi chua chua hơi mùi, hay có một cái mùi men thơm. Mới cho đường vào nó uống. Con ra con đi.
Thank you.
đây. Ok nha các bạn, thì anh em mình cũng bây giờ cũng được bác trưởng bán với mọi người là mời vào trong bên trong này ăn uống các bạn. Anh ta ơi. Đây là khách thì mọi người mời vào trong nhà thờ. Biết rằng ở đây này phong tục của họ này để xem. Đây. Mọi người người mời và anh em mình vào trong nhà thờ ngồi ăn uống mới là các bác lớn tuổi, còn là mọi người ở bên ngoài đang ăn uống ở bên ngoài. Đây, đang bảo của em Gabi có rồi, đang lấy các chú em Gabi rồi, bác trưởng bản này đang sắp xếp mọi người ăn uống ở bên ngoài. Mời các bạn. Bạn ạ, obrigado. Obrigado. Vai, não. Não mais. Obrigado. Ông vừa khóc nè. Obrigado.
Giờ hơn một thùng nữa để tí có em nào đến là xa hát cho các em. Mọi người đang nấu ăn bên kia, ăn uống bên kia đây. Đấy, cái dán nào mà bỏ vào xô xong là chia cho mọi người, bên ngồi ăn bên đây. Ở nhà ai là đến ăn, em nào đến là mang đĩa đến ăn. Con đồ hình bay là aquí comen le vào barato. Sí, sí. Yo quiero un plato, ¿eh? Trajeron. Era barato. ¿Qué quiere comer? Leva mesmo o prato dele. Tá bem. Sí, aquí. Sí. Un cuya, ¿eh? Cuya, ¿no? Sí. Cuya, ¿no? Cuya. Cuya. ¡Cuya no cuya aquí! ¡Cuya! Thì bây giờ mọi người cứ ăn uống vậy thôi, đấy là phong tục của người dân bên đây nhé. Alo, dạ cái bộ á. Daqui a pouco mesmo já vamos arrumar a mesa. Os mais velhos para comer. Criança já tá a beber. É vitamina. Agora adulto, vamos comer fresco, frango, arroz, funge. Có feijão. Tudo mesmo isso é hoje. Ok các bạn, thì hôm nay anh em mình cũng đã được bác trưởng bản cùng như một số bác cao tuổi ở trong bản hôm qua mời anh em mình hôm nay đến dự lễ gọi là thành lập bản thì cũng đã được các bác mời ăn uống rồi. Cũng như anh em mình vừa cũng đã quay một số phong tục của ngày thành lập bản nó ngôn hình đây rồi. Giờ mỗi bản có một phong tục khác nhau, anh em mình cũng muốn để các bạn biết là phong tục của người dân bên đây ngày thành lập bản nó như nào. Mọi người cũng đã nhảy múa những góp đồ ăn, góp mà phui, góp mà góp bột ngô đấy, bên là góp đỗ đến đây nấu ăn. Và chung là nhà ai mỗi nhà ai đến ăn là cầm cái đĩa đến. Mình cũng phải bắt chừng bán à. Cứ nấu ăn thì giờ đến ăn hết đến tối. Và mọi người nhà ai về đấy là sẽ hết ngày là ngày lễ của mọi người đấy các bạn. Thì anh em cũng đã được mọi người mời ăn uống rồi. Đâu là ba đồ thì xanh phê tạc xì. Ba đồ trên này cũng ba cái gì mà ra nhiều. Đó là tắc cơm mẹ. Tắc cơm mẹ là tắc mũi thủ cùi à. Đó mình trả luôn. Da pandula muene, organización y yo vi tenamita, así que no me voy a decir, acá la muene gusto que gualua, más si da tu banja de tal y ocho soco de chicha tu banja me lo va a su agenda, tu cumene guataba cuenta ocho soco de chicha voy yo, ocho, tu que te coño tu banja, yo lo pandu muene, ocho pito che tu que tu toca la mamea, ocho poque muerto a cuata, ocho sangua muerto a cuata, o se man muerto a cuata, yo olio a pacalele, Eye we ya wabanja ko chipi tochetu walinganye watu kila wa popile yosi vina ya kampene po si tu wanena nda wa fresh ku nda wa frangu chazi che ya papa ndoto pandula mwe chingana mwa tembo yosi tabi 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 ndio. Ok các bạn, thì anh em mình cũng nói chuyện với tất cả mọi người rồi. Video này anh em mình cũng xin được dừng lại tại đây. Nhưng các bạn, cái video hay video ông biết, anh em mình xin một like, một share, một kênh đồng hồ với lớp của Sống Giúp Phim để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, giúp đỡ nhiều các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Bye.
đây thì để bây giờ mọi người ăn uống đấy các bạn, cũng gọi ăn uống xong hết ạ, không gọi là buổi lễ anh nhập bản.